đối với con cái chuyện đó thật sự á cũng không có gì là quan trọng hết. Con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi, nó sẽ hay hơn. Hay quá. Như vậy là để cho cái đêm động phòng đúng không? Đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm động phòng thì không làm được gì, con uống bia uống rượu thì say. Tại con uống được một lon hai lon là con say rồi. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện yêu thương của cặp vợ chồng số 2. Hello, xin chào hai bạn. Trước tiên là xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Con tên là Trần Khắc Phát. Dạ, con năm nay 34 tuổi. Dạ. Con ở Đồng Nai. Dạ. Công việc con kinh doanh online thôi. Con nuôi chồng Đông Trùng Hạ Thảo xong rồi con bán online. Con cưới nhau được 8 năm. 8 năm rồi. 8 năm. Rồi, mời con. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Thúy, năm nay con 31 tuổi. Công việc của con là make up. Chắc là cô này ở nhà mỗi lần mà ổng online thì cổ make up cho ông này, đúng không? Dạ, chú thật nói là đúng, rất đúng luôn. Tại vì con khoái make up nữa kìa. Ở nhà make up cho ổng là chính. Gì hả? Con hay dạ gá xong rồi đóng mấy cái TikTok mà để quay quảng cáo sản phẩm hay gì đó. Thôi gì hả? Con là thích cái kiểu đó. Ra đường là hầu như là mọi người sẽ bị lạc. Là giống như vợ con sẽ có tính cách là người nam hơn, con lại tính cách nữ hơn. Nữ thôi chứ không phải đàn bà. Rồi sao, rồi sao gặp nhau hay vậy? Qua một người bạn giới thiệu. Bạn của con là người anh của vợ con, là người anh ngoài đường thôi. Nhưng mà giới thiệu cho con trên mạng á, giới thiệu Facebook á, là thấy hai đứa hợp nhau giới thiệu. Nhưng mà thời gian đó thì con chưa muốn làm quen. Rồi sau là bắt đầu mới mình nó rảnh rỗi á, mình mới thoải mái, bắt đầu mình nhắn tin thử. Bắt đầu mới hẹn ra quán cà phê. Ăn uống. Rồi lúc đó con làm make up chưa? Dạ, lúc đó con chưa, con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Mà... lần đầu tiên con gặp anh này con thấy anh đẹp trai không? Dạ không, gặp kiểu mà ổng nhìn kiểu ăn chơi á con. Chứ không có mái mái hả? Dạ không, không có mái mái, nhìn không, kiểu không anh men lắm. Nhìn kiểu như đàn ông điểu cán. Con thì sao khi mà gặp cổ ngoài đời? Con nhìn trên hình Facebook á thì con thấy cái nét mặt với cái ngoại hình là con thích rồi. Thứ nhất là cao tầm 1m60 mấy, 1m67, với khuôn mặt như vậy là con đã thích thú rồi. Đầu gặp ở ngoài thì chất lượng hơn nữa, đẹp hơn luôn, cởi mở hơn, ý là cởi mở đó. Trên Facebook thì vị vợ con ấy mặc đồ kín đáo lắm, không có họ hàng gì hết, nhưng mà gặp ở ngoài thì ý là cái phần sexy là cái con thích hơn nữa. Quen tầm 3 ngày thôi, cái ngày đầu tiên là gặp nhau quán cà phê xong rồi con dẫn đi karaoke. Thể hiện tài năng. Tại ổng thích hát cho nên là ổng muốn thể hiện tài năng đi cô gái. Rồi khi mà ổng vô ổng hát ok thì hay không con? Dạ hay. Thì tới ngày mùng 2/9 là có một cái dịp gọi là lễ để về quê. Thì quê vợ con ở dưới Bến Tre. Ngày đầu tiên gặp á, ngày hôm sau á là bắt đầu con hỏi là bây giờ ăn cơm chưa? Em đang nấu cơm. Vậy hả? Vậy cho anh một miếng cơm được không? Ý là mình thử xem có tài năng nấu cơm nó cỡ nào. Rồi sao nữa nè? Thì bắt đầu là xin cơm thì mang muối cơm nó ngoan con cũng muốn thành bên là ba món ăn với một phần cơm. Thì con bắt đầu con chia cho anh em trong tiệm ăn luôn. Đánh giá ngon quá phải không? Thì con nói là vậy là đúng cái người mà tìm bao lâu nay rồi. Thứ nhất là ngoại hình, thứ hai là khuôn mặt, thứ ba là cái tính tình hiền hòa và nấu cơm giỏi là. Con mà sao con nhẹ dạ vậy? Cơm nấu có nhiêu đó cho mình ăn, nó xin cho cả tiệm coi như con ghét hết. Con đưa lên. Bữa đó con ăn cái gì? Dạ con cũng có ăn mà, nhưng mà tại tính con cũng thoải mái nấu nhiều lắm. Ăn ngon quá thì bắt đầu là mùng 2/9 là mình về nhà quê vợ để xem ba má vợ với anh em sao. Hôm đó là con bị một đám bạn nó chơi con luôn. Một đám nó ngồi nhậu thì con có một hình xăm nhỏ trên ngực thôi. Thì ngồi nhậu ở dưới vườn dừa mát mẻ lắm. Thì một đám nó cởi trần hết ra luôn. Con có hình xăm thì con gặp người lớn thì con lại sợ nên con không dám cởi ra. Và ba của Thúy có gọi là nói là thằng đó là chắc có cái gì trong người hay gì đó nguy hiểm rồi. Ông già thế quá. Nhưng mà mẹ Thúy đã thích. Tại ba con khó tính lắm. Nhưng mà trong đám bạn đó thì ba con có chọn ai ngoài anh này không? Dạ không, tại bạn học con nó lôi trôi lắm, nó không có trưởng thành. Còn ông này thì biết cách nói chuyện hơn, chững chạc hơn. Chứ ông cũng phải tạo nét. Qua cái ngày mà 2/9 đó về là con đã ưng rồi, là con quyết định cưới rồi. Dạ 4/9 là tới luôn, nhưng mà lúc đầu con gọi cho mẹ con, mẹ con ở bên nước ngoài. Thì mẹ con mua nhẫn cưới liền luôn, tôn giáo bên đạo Chúa lên phải đi học đạo. Xong rồi 6 tháng sau là mẹ con... Là con theo đạo anh? Dạ, con theo đạo công giáo. 6 tháng sau là cưới luôn. Thôi ngứa mồm ngứa miệng quá. 4/9 là hôn chưa? Dạ hôn thì có hôn rồi. Cái nụ hôn đầu tiên là ngày mấy? 4 ngày 3 gì luôn. Dạ. Thế bởi vì mới hỏi 4/9 đó. Bởi con hiền lắm, bởi con kiểu như là nhẹ nhàng lắm.
con như là con làm hết trò luôn rồi. Rồi sau 6 tháng sau cưới. Dạ. Mẹ có về dự đám cưới không? Dạ mẹ con về. 6 tháng sau là mình con học đạo xong. Hai đứa nhanh vậy. Vậy thì có đi dục quá giới hạn không? Đối với con cái chuyện đó thật sự á cũng không có gì là quan trọng hết. Con lại để cái chuyện đó ngày hôm đó đi nó sẽ hay hơn. Ồ, hay quá. Như vậy là để cho cái đêm động phòng đúng không? Đêm đó làm sao? Nhưng mà đêm động phòng thì không làm được gì, con uống bia uống rượu thì xỉn. Con uống được một lon hai lon là con say rồi, về là nằm luôn, là đêm động phòng là bữa đó con có xỉn không? Dạ không, tại con uống được nhiều lắm. Tự nhiên có ghen sẵn là đi chơi á, đi chơi là con khỏe lắm. Ví dụ như bạn bè con cứ qua mời con một ly, nói mày uống bao nhiêu chứ vợ tao uống 100 đó, đứa nào mời là qua đưa vợ ra uống là nó sợ luôn. Bố mẹ chồng về Mỹ lại thì vợ chồng con mới có là đêm tân hôn chính thức. Như vậy là bố mẹ chồng là 3-4 ngày sau là bố mẹ chồng về hả? Dạ khoảng một tuần, khoảng sau. Trời nó trời thương tụi nó ghê. Đâu không kể cái thời gian con mang bầu đi sanh rồi chồng con hỗ trợ gì con. Đứa đầu thì có mẹ con hỗ trợ. Mà đứa thứ hai thì trúng cái đợt dịch á. Lúc đó đẻ con trai trước, đứa con gái sau. Trai con được 2 tuổi rồi. Thằng đó nó theo con suốt à. Con vừa vệ sinh cho vợ đẻ mổ, rồi vợ sinh thêm cái đứa mới sinh ra đời nữa. Rồi thằng con trai luôn, thằng con trai luôn. Là đúc nó ăn, nó mới 2 tuổi lo nó ăn từng ly từng tí. Là ở trong bệnh viện hả con? Dạ trong bệnh viện đó. Đâu con kể cái cảm nhận của con lúc đó, nói cho anh nghe coi lúc đó con sao. Mình cảm thấy là người vợ hạnh phúc nhất luôn. Tại vì nhiều người đàn ông con thấy đâu có lo cho vợ được như vậy đâu. Cái này vừa lo cho vợ vừa lo cho con. Hai đứa con luôn. Dạ. Mà con là sanh mổ cho nên cũng đâu có di chuyển gì được. Dạ đúng rồi, ngày đầu là con nằm im một chỗ mà. Không mẹ, không cha, không một người nào vô ngoại trừ chồng con. Vô là vô ở luôn đó. Dạ, lúc đó là không chỉ có được chăm sóc một vô luôn à. Một phòng chỉ được một người. Chú nhớ lúc đó là có một số cái clip và con, mọi người rất con ủng hộ. Dạ, rất nhưng là mà những clip đó là ai ai quay cho con? Là y tá, ý là tao bất ngờ quá. Con cũng lâu lâu cũng quay lại lo con cái hay sao sao đó để chia sẻ cho mọi người để biết. Tại vì khi mà vợ mình mang nặng đẻ đau vì mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Nếu mình phải vệ sinh cho vợ, lo cho vợ, rồi lo cho con cái của mình. Con là ra đường là bắt buộc là bế con và chăm sóc con. Còn vợ là đã đẻ nặng đau rồi, khổ sợ rồi. Hay quá. Cũng như là yếu mình mà tại sao để người ta bế con rồi đi theo lục đục sau khi tội vậy. Có ông nào dè biểu chồng con không? Dạ có nhiều cái khầm manh mà nói là trời ơi đàn ông mà đi làm mấy cái chuyện đó này kia. Nhưng mà khi con đọc những cái comment đó cái phản ứng con sao? Con bình thường, con lại mắc cười với người ta. Tại sao lại nói thằng đó đàn bà quá? Tại sao đi làm mấy cái chuyện vệ sinh cái chuyện đó tốt làm gì đâu? Tại vì con làm cái điều mà con hạnh phúc. Chú rất happy khi mà rất là đồng quan điểm với con trong cái việc gọi là chăm sóc con. Người vợ đi với mình cả cuộc đời thì lý do gì mà mình lại nghĩ là ủa là đàn ông thì phải kệ nó đi. Chuyện đó chuyện của vợ thế này thế nọ thế kia. Ta mong là cái quan điểm đó các bạn nên thay đổi. Bởi vì các bạn cứ thử bệnh một lần đi sẽ thấy không có bạn bè nào bên cạnh mình. Chỉ có vợ mình, cha mình, mẹ mình thôi. Cho nên mình thay đổi cái quan điểm đó đi. Thương vợ như bản thân mình vậy đó. Sau khi sanh á thì người phụ nữ rất là bị hao mòn thân thể. Cái chuyện mà chăm sóc vợ lại á là chuyện của mình. Sau khi sanh á là con lại giặt giũ. Với buổi sáng là con đi chợ con đi học. 10 giờ đêm sau khi con ngủ rồi á, con cho con ngủ là con bắt đầu rửa chén. Là rửa chén lau nhà để sáng hôm sau là nhà sạch sẽ tương đốc. Hay quá, bởi vì bây giờ hỏi nữa chị ơi. Nãy giờ hạnh phúc quá rồi. Không hỏi quá. Bây giờ thử hỏi này coi có tật xấu gì không thôi. Tật xấu thì chồng con không có nhiều lắm. Bừa bộn á, đồ quần áo cứ vứt lung tung khắp nhà. Mỗi lần bạn bè tới chơi là phải dọn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Trời. Rồi ổng cứ nói là tại sao dọn dẹp mà cứ dọn lâu vậy. Đồ ổng không có bỏ một chỗ. Ví dụ lấy chỗ này ổng lại vứt chỗ khác. Quần áo thì cứ máng cái đầu này xong rồi máng cái ghế kia vậy đó. Rồi tiếp cái gì nữa? Có hay cọc hay, con hay. Cọc là vì lý do là nhiều khi là mình đi đám cưới. Con là người luôn luôn là xuất hiện đầu tiên. Ý là người giống như là nhiệt tình mà nhiệt huyết lắm. Ý là mà vợ con thì lại bị chọc. Ổng có bị nói nhiều không? Dạ nói nhiều lắm. Ở nhà hai vợ chồng lúc mà rảnh là ổng cứ ngồi ổng nói. Ngồi ở đây cũng nói, coi phim cũng nói, làm gì cũng nói. Ổng cứ kể chuyện liên thiên. Hai vợ chồng đi ăn sáng với nhau mà nói suốt với nhau chỗ ăn sáng á. Người ta nói ủa hai đứa này mới yêu nhau hả, mới quen nhau sao mà thằng này nó nói với con này nhiều vậy. Nhưng mà con có trả lời lại không? Dạ có, lâu lâu trả lời thôi chứ trả lời hoài mệt lắm. Tới con đó con. Tới con nè. Nhưng mà chúng ta nói gạch đầu hàng nhẹ là xíu nha. Gạch đầu hàng đó. Xíu nha. Rồi
Thì vợ con là tất cả cũng những cái điều mà con lựa chọn con thích thú là có hết, đủ điểm hết luôn. Nên con rất là ưng ý rồi, nhưng mà có mối tội là rất là chậm. Chậm quá thì vợ con hay làm điều gì cũng phải được 10 điểm, 9 10 điểm. Nếu ăn, nấu ăn hoặc trang trí hay gì mà 9 10 điểm. Cầu toàn. Không thể nào được dạ. Cầu toàn. Còn con thì lại thì cần 5 điểm, 7 điểm được rồi, chứ không có đòi là phải được 9 10 điểm đâu. Ý tại là... tại ông ẩu quá cho nên ông thấy mình cầu toàn quá lại ngược nhau. Lên vợ con chọc vậy, lên con chỉ có mong vợ con nhanh hơn một xíu thôi. Mà chỉ có bị gì thôi hả? Bị vậy thôi à. Bị có chọc. Bị gì nữa không? Ô, bị chọc bực mình lắm. Chứng thật là khi mà đôi khi đi công việc hay là làm cái gì đó mà... Bây giờ kể lại vụ đám cưới đi. Dạ, đó. Đúng rồi. Hẹn đám cưới cuối cùng tới nơi 7 giờ phải có mặt rồi. Cuối cùng tới nơi là 7 rưỡi. 7 rưỡi là 7 rưỡi hơn, 7, 8 giờ. Là ta ăn món thứ hai rồi. Dạ đúng rồi, là đồ vô bắt đầu giống như là mình... là cái gì đó để người ta nhìn chú ý là khi giống như vừa đét mà giống ngôi sao đi tới vậy đúng không? Dạ. Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì mong muốn là nhanh hơn một xíu thôi, không cần phải nhanh hơn đâu. Tại vậy thôi đó hả? Dạ. Nhanh hơn xíu thôi có nghĩa là 7:15 tới là được. Dạ. Tức là ý em đang hỏi là tật xấu là chỉ có vậy thôi. Thì có một cái là chậm chạp thôi. Chậm thôi. Đúng không? Dạ. Chỉ có duy nhất một cái đó thôi. Dạ. Là chậm chạp nó thật sự ra lúc nhiều lúc bực lắm. Tại vì con bực là con lo cho vợ con, yêu nhờ. Hôm đó dì con bên nước ngoài về thì dọn ở nhà, thì hôm đó khuya rồi dì con báo về bất ngờ thì khuya đầu 12 giờ là vợ con dọn tới sáng luôn. Dì có bực mình là có bực mình là không phải là dọn chậm vợ xót vợ nữa. Bây giờ em làm như vậy rồi dì về rồi nhìn thấy mặt mũi bơ phờ thấy mặt nó hoang tàn nhìn thấy ghê đó bà đi gì mà phải làm chia cố vậy, cứ làm vừa thôi, gì hồi cũng dơ lại mà mắc gì mà làm cho nó sạch, ôi cũng sạch từng ly từng tí. Từng chút luôn. Xong con bực quá con vô dọn là con cỡ nào cỡ con vô dọn nó làm hồi cũng dọn lại là trưởng luôn. Kêu là con bừa bãi. Đó, là từ đó là hai vợ chồng là dọn nhà là không liên quan. Giống như là con dọn là vợ con không có mặt mà vợ con dọn là con đi chơi. Ý là như vậy luôn, ý là bắt đầu là bực tức nhau nhìn khó chịu lắm. Nhìn chậm chạp rồi bơ phờ người khó chịu lắm. Con không thích vậy. Lên muốn nhanh hơn một xíu thôi. Nhanh. Thực ra là bớt cầu toàn đi chút xíu đúng mà. Dạ. Trong trời con biết cái đó nó vô là bản tính, bản năng luôn rồi. Dạ. Nó là trong máu rồi con ơi. Làm như là cái tiết tấu với cái tốc độ nó làm là phải vậy. Dạ. Chứ còn nhanh hơn xíu nó bệnh. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Giống như quét nhà là không làm một lần quét nhanh. Như cô đang ví dụ. Dạ. Con hiểu không? Cô đang ví dụ ví dụ như cái tiết tốc độ nó phải là dày. Dạ. Dày cái là nó bệnh. Con hiểu không? Em hiểu không? Dày là bệnh. Hơi nhẹ nhàng. Đó. Dạ. Thì con làm vậy. Con làm như cô Hồng Vân, con làm nhanh quá là bị chửi á. Đó thì nó làm như kỳ vậy là con bỏ đi luôn. Dù cái chỗ đi luôn là tự làm đi. Thật ra bây giờ tụi con đã ở với nhau là 8 năm rồi. Dạ. Vậy thì ta nói là trong đời sống mà để giữ được hạnh phúc á thì phải luôn coi như là tạo một cái gì đó nó có sự khác biệt. Dạ. Thì trong khoảng thời gian ở với nhau thì không biết là con á. Con thì chú thấy con là người rất là linh hoạt. Dạ. À, nói nhiều nhanh nhẹn xông xáo, vậy con có luôn luôn tạo những cái điều gì đó thú vị cho vợ đúng không? Dạ con làm bất ngờ suốt. Và mỗi lần mà cô ấy nhận được một những cái điều đó thì phản ứng cô ấy ra sao? Bình thường không có cảm xúc luôn. Vợ con là người hiền hòa và cái cảm xúc không có thể hiện trên mặt. Con nghĩ là thể hiện tim thôi nhưng mà con chưa thấy đó. Điều đó. Ý là con trong cuộc đời con á, bất kỳ một cái lễ gì hay bất kỳ một cái ngày gì đó mà nó quan trọng một xíu thôi là con làm cho nó tưng bừng liền. Ý là làm cho ăn uống hay là làm tặng quà kia. Thí dụ sinh nhật thì sao? Kỷ niệm ngày cưới làm những điều gì? Dạ, ý là con làm bó hoa người ta gửi tới, bó hoa là bự, không phải đơn giản đâu. Về thì rất là bình thường. Em cảm ơn. Vừa tặng cái mặt đơn. Dạ, đâu có không cảm ơn luôn. Không cảm ơn. Chụp hình xong đem đi. Đâu cái mặt sao đâu, cái mặt con sao đâu. Thí dụ đó. Thì cười cái rồi chụp hình xong vậy rồi thôi em đi. Dạ, con kêu là ý là sao em không quay phim lại, em thích thú em đăng lên Facebook hay là vậy. Cái này thay đổi được nè. Dạ. Cái vụ kia thì là có thể khó thay đổi nhưng mà cái này phải thay đổi nè. Dạ. Chứ để chồng nó tuột mút hoài mà mốt không có tặng cho con nữa. Đúng rồi. Không tạo bất ngờ cho con nữa là con lỗ chứ không ai. Dạ. Ví dụ mà sắp tới con có dự tính là ngoài cái nụ cười ra thì con còn kèm theo những cái hành động gì hay là những cái lời nói gì không? Dạ. Tại vì con là người ít nói á. Kiểu như là chỉ hành động thôi chứ không có bao giờ nói là yêu thương với chồng hết. Thì thôi bây giờ con không nói cũng được nhưng con phải hành động. Con nhảy lên, con đu cổ nó, con hôn nó một cái, ví dụ vậy. Đúng đôi không? Khi làm những điều bất ngờ mình bực thêm nữa. Tại vì ví dụ như là hôm đó con mua xe tặng vợ con bất ngờ. Thì mua xe về, thứ nhất là không vui, thứ hai là không ưng luôn.
mà cái mặt đơ nữa luôn. Mà bây giờ con hỏi bây giờ thích cái xe nào để biết đường đi đổi hoặc để bán lại hay là để mua cái xe khác, không biết luôn. Bà không cảm xúc luôn. Nó không cảm xúc là ý là bây giờ con, giờ là đưa cho cái clip xe là đặt trong xe nào. Tại kiểu của con là con không có thích vật chất á, con thích bình thường đơn giản thôi. Còn tặng con gì mà lớn lao con cũng bình thường. Rồi. Thôi nhưng mà cái này là cô khuyên là phải thay đổi. Con phải biết, gọi là đôi khi con phải biết giả dối với cảm xúc của mình chút. Con hiểu không? Là bộ vui cho ông tặng nữa. Đúng rồi, con về cái trời ơi anh ơi đẹp quá anh ơi, ví dụ vậy.